Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang miệt mài tìm những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho đội hình của đội tuyển Việt Nam để hướng đến những mục tiêu quan trọng sắp tới. Như thường lệ, bài toán về hàng công là điều đang khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu tìm lời giải. Anh Đức, mũi nhọn hội tụ đủ các yếu tố mà thầy Park kỳ vọng nhiều khả năng sẽ không quay trở lại đội tuyển. Trong bối cảnh những nhân tố còn lại như Đức Trinh đang đánh mất phong độ, Tiến Linh cần thời gian để tìm lại cảm giác bóng sau thời gian chấn thương, cái tên Văn Toàn bỗng nhiên được sướng lên. Văn Toàn nổi bật không chỉ vì anh từng đạt tốc độ 35,49 km/h tại V-League mùa giải năm nay. Để so sánh, cầu thủ có tốc độ cao nhất hiện nay trên thế giới là Gareth Bale với 36,9 km/h. Trong khi đó, một ngôi sao khác vốn nổi danh ở khả năng bứt tốc là Cristiano Ronaldo cũng chỉ đạt 33,6 km/h, tức là thấp hơn cả Văn Toàn. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất giúp Văn Toàn nổi bật. Gần một tháng sau King's Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là điểm sáng duy nhất nơi hàng công của đội tuyển Việt Nam. Anh vẫn giữ phong độ ổn định khi liên tục ghi bàn và kiến tạo cho các đồng đội. Khi Văn Toàn thi đấu tại King's Cup, ấn tượng với màn thi đấu của Văn Toàn, huấn luyện viên Curaçao, ông Benko Bicentini từng bày tỏ sự thán phục và công nhận tài năng của tiền đạo người Hải Dương. Thật sự xin lỗi vì tôi không thể nhớ tên, nhưng cầu thủ số 9 cũng có điểm hay. Tốc độ của cậu ta là điểm đặc biệt và gây khó khăn cho hàng thủ Curaçao. Ngoài ra, huấn luyện viên còn nhận định tiềm năng của Văn Toàn có thể sang thi đấu tại giải hạng nhì và hạng ba Hà Lan trong tương lai. Điều này là hoàn toàn có thể với tốc độ cũng như kỹ thuật của Văn Toàn. Điều mà Văn Toàn còn thiếu chính là yếu tố thể lực và ngoại hình còn khá mỏng. Nên tăng khối lượng cơ và trọng lượng cơ thể hơn nữa để có thể thi đấu tại các giải đấu mang tầm thế giới. Còn tại câu lạc bộ, thực tế, từ đầu mùa giải 2019, Văn Toàn đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi Công Phượng xuất ngoại, Văn Toàn đã làm quá tốt nhiệm vụ lãnh sướng hàng công của đội bóng phố núi. Tốc độ, nhanh nhẹn, lì lợm, Văn Toàn đã có cho mình được 7 bàn thắng sau 17 vòng đấu của V-League bằng cả mùa bóng năm ngoái cộng lại. Toàn cũng nhiều lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại V-League 2019. Người hâm mộ mong đợi thầy Park trao cơ hội cho Toàn đá trung phong ở đội tuyển quốc gia. Toàn nhỏ con nhưng có tốc độ rất nhanh, đi bóng lắt léo. Chân sút quê Hải Dương thường xuyên cho đối phương hít khói mỗi khi tăng tốc. Tuy nhiên, so với các trung phong từng ghi dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, gồm Anh Đức, Đức Trinh, Tiến Linh, Văn Toàn lại gặp bất lợi về thể hình. Điều rất quan trọng của một trung phong cắm trong các tình huống tranh chấp và không chiến. Chưa kể, nếu như theo dõi đủ các vòng đấu tại V-League 2019, nếu như làm tốt hơn nữa, Văn Toàn hoàn toàn có thể nâng số bàn thắng của mình lên con số ấn tượng hơn nữa. Trong quá khứ, Văn Toàn từng có lúc thất bại ở vị trí trung phong ở đội tuyển U19 Việt Nam trước đây khi đá cặp cùng Công Phượng. Muốn làm một sát thủ thực sự, Văn Toàn cần phải hoàn thiện bản thân rất nhiều. Thôi thì hãy để Văn Toàn phát triển theo cách tự nhiên nhất đi. Lúc đó, vị trí tiền đạo ảo biết đâu sẽ lại tốt hơn. Trong bối cảnh hàng công của đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề như hiện tại, Văn Đức, Đức Trinh chấn thương nặng, Anh Đức lớn tuổi, Tiến Linh chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao, Công Phượng sang Bỉ thi đấu, thì việc Văn Toàn liên tiếp tỏa sáng theo phong cách riêng của anh lại trở thành niềm vui nho nhỏ cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều lắm những câu hỏi cần phải được giải đáp trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Chỉ ít đến thời điểm này, ông nên cảm thấy hài lòng khi Toàn vẫn cứ giữ được phong độ ổn định như thế. Câu chuyện về tuổi thơ của Văn Toàn cũng khiến nhiều người phải thực sự cảm động. Đó là những gì bố mẹ Toàn đã chia sẻ với báo chí trong nước và được trang tin South Star đăng tải.
Nín đi con, nín đi rồi bố cho đi đá bóng. Bố Văn Toản nhớ lại ngày đứa con trai bật khóc vì có thể không được chơi bóng. Những giọt nước mắt tuổi 11 của Văn Toản luôn là một kỷ niệm đẹp. Văn Toản cùng Hải Dương vô địch U11, nhưng bố mẹ lo lắng con đường bóng đá trông gai, sợ con trai bị khổ, đá bóng có thể dẫn đến chấn thương. Thế nên họ từng có ý định không muốn con trai theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Nhưng Văn Toản cứ khóc, khóc đến mức dường như định mệnh cuộc đời phải gắn bó với trái bóng. Cuối cùng, gia đình Văn Toản phải chấp nhận cho con trai lên học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, một bước quan trọng để Văn Toản có thể trở thành tuyển thủ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Văn Toản là fan K-pop và cực kỳ mê nhóm Big Bang. Nhưng Văn Toản trong bóng đá được ví như người hát tình ca của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tháng 8 năm ngoái, Văn Toản là chủ nhân của bàn thắng đưa U23 Việt Nam vào bán kết ASEAN 2018. Văn Toản ăn mừng trong niềm vui tột cùng, một bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Bốn năm trước, Văn Toản ghi bàn thắng vào lưới Đồng Nai. Đó là pha ghi bàn của cả mùa giải với Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng của Văn Toản cứu đội bóng phố núi thoát khỏi cảnh rớt hạng. Cách đây 2 năm, Văn Toản có bàn thắng để đời. Không phải là một pha lập công vào lưới đối thủ, đó là bàn thắng dành cho người hâm mộ phố núi khi ngăn cản cảnh vỡ sân Pleiku trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Nếu không có cái đầu lạnh của Văn Toản thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể chịu một vết nhơ cực lớn trong lịch sử đội bóng phố núi ở V-League. Ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toản không được nhắc đến nhiều bằng Công Phượng, Xuân Trường, thậm chí so với cả Tuấn Anh. Nhưng có thể khẳng định 100% rằng Văn Toản là cầu thủ quan trọng nhất trong 4 năm lên chơi V-League của lứa Công Phượng. Hoàng Anh Gia Lai có thể thiếu Công Phượng, Xuân Trường nhưng không thể vắng Văn Toản ở V-League. Văn Toản chấp nhận điều này nên không xuất ngoại, dù từng có lời mời đi nước ngoài thi đấu. Vì Hoàng Anh Gia Lai thiếu Văn Toản có thể đối diện nguy cơ rất hạn. Vậy nên, với nhiều người hâm mộ thì Văn Toản chính là người hát tình ca ở phố núi. Văn Toản là biểu tượng cho một Hoàng Anh Gia Lai có lối chơi đẹp mắt, đá sạch và giàu tính cống hiến. Tự hào